Chào cô, hôm nay tranh thủ trả bài cho cô. Bài học là mẹ hiền yêu dấu. Trước hết xin chúc cô cùng với gia đình được nhiều sức khỏe. Và nếu bài học có gì sai sót, cô hướng dẫn thêm. Cảm ơn cô nhé. Thank you.
Rồi. Nghe nó trả bài cho cô sao mà khớp quá. Bình thường rất là nhuyễn, nghe nó trả bài cái tự nhiên cái là nó rung. Rồi cô xem sai sót chỗ nào cô hướng dẫn thêm cô nhé. Một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều.